Hello, em nhà đất Tinh Anh TV gửi lời chào đến cô chú anh chị Cần Sa ha. Thì hôm nay em có một lô đất tại xã Trung Mít thuộc huyện Dương Minh Châu của chú chị ha. Thì ở đây là có cái chợ mơi của chú chị ha. Chợ này thì xưa giờ ta bán kêu là chợ trời. Thì cũng có cái dự án của nhà nước rồi. Chợ này thì hiện tại giờ dân cư tập trung vô đây buôn bán rất là đông, tại vì những đường lớn ngoài chợ ngoài thì không bằng trong này. Hiện tại trong đây là dán bàn cờ của chú chị ha. Thì cái vị trí lô đất giới thiệu của chú chị ngày hôm nay á, là mình cách cái chợ này có khoảng có bao chục mét thôi đó. Thì nguyên một cái lô này của chú chị ha, nguyên một cái lô này mặt tiền nữa luôn, thông dân đông của chú chị ha đó. Qua bên kia nữa mình có hai lô luôn, cũng một chủ luôn. Rồi bây giờ em sẽ review cho cô chú anh chị mình chi tiết ha. Thì đây em đổi camera đây. Thì cô chú chị mình thấy ha, ở ngoài kia đó, đó là cái cổng chào kia, đường đó, đường DT784. Cô chú chị mình di chuyển về tay phải là đường ngã ba Bồ Đồn của chú chị ha. Rồi ngã ba Bồ Đồn đó mình có thể về Bình Dương, và rẽ trái thì mình về thành phố Tây Ninh cũng như núi Bà Đen, Cầu Thánh Tây Ninh. Và mình đi về hướng tay phải á, thì mình về chợ Bồ Đồn cũng như là khu nghiệp Phước Đông và về thành phố Hồ Chí Minh của chú chị ha. Đó thì cô chú chị thấy ha, đó. Thì đây là đó khoảng có trăm mấy mét thì thôi. Trước mặt mình là cái chợ, chợ này kêu là chợ Trung Mít, chú chị ha, chợ Trung Mít. Thì Trung Mít này có hai chợ, chợ ngoài đường DT784 chứ chợ này của chú chị ha. Thì cô chú chị thấy nè, bỏ lô này vô 10 mét của chú chị ha, mình di chuyển qua tới bên kia là ngang 41 mét, hậu dày là 55 trên 6 ha, thực tế ngoài trên 60 đó. Thì cái lô 41 mét này nó có 1.000 thổ cư của chú chị ha, 1.000 thổ cư đó. Rồi tiếp theo bên kia em có hai lô, mỗi lô là 10 mét của chú chị ha, mỗi lô 10 mét, hậu dài trên sổ là 55, thực tế ở ngoài là nó tới là trên 60 đó. Tại giờ xưa ở xã có hàng tre, bây giờ người ta phá ra hết đó rồi, đất sạch sẽ đó, đó. Thì hai lô 10 mét thì mỗi lô trên đất có 200 thổ cư của chú chị ha. Đó thì cái lô 41 mét là tới đây, tới qua mấy này, tới mấy trụ điện này nè, 41 mét dài ở dưới, ở sau có mặt tiền luôn của chú chị ha. Thì cái lô này rất đẹp, nhà này mới mua 300 triệu một mét thôi, nó ta xây lên đó. Thì chỗ đây xung quanh ta nói vậy ha. Thì cô chú anh chị nào nó cần quan tâm thì liên hệ cho em. Thì tại đường xá xa xôi quá nên em không có đi, và lên đây thì nghe nói đất đây ta gần xung quanh này ta bán rất nhiều, nó mấy trăm triệu mình ta mua rất nhiều, cho nên quay chào cô chú chị mình ha. Thì để em xíu nữa em thả lại cam cho cô chú chị xem. Thì cái lô này nè cô chú chị ha, mình đo vô 10 mét bỏ ha. Rồi bắt đầu từ 10 mét qua kia, 10 mét là một lô, qua kia 10 mét nó hai lô, hậu dài xuống tới cái hàng tre dưới của chú chị ha, có nghĩa là trên 60 mét á, nằm cỡ khoảng 60-65 gì á của chú chị ha. Rồi thì tất cả cô bán là 360 triệu là giá chốt của chú chị ha, hai lô này. Còn cái lô mà 41 mét chiều dài cũng như vậy luôn, có 1.000 thổ cư thì có thể là giá cao hơn xíu, cho nên là để bàn lại gia đình. Cái lô đó đó cô chú anh chị nào mà mua, thứ nhất là mở nhà xưởng ha, gì bách quát xanh rồi ha, cho thuê được ngon lành ha. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình xem tham khảo ha, hình ảnh livecam và thửa đất của mình giới thiệu ngày hôm nay ha. Thì em xin nhắc lại của chú chị ha, đất mình tọa lạc là xã Trung Mít thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Thì Trung Mít này nó giáp với xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu của chú chị ha. Thì đây là hình dạng thửa đất của mình, của chú anh chị mình thấy ha, tất cả mặt độ dân cư đông kín luôn đó, chỉ có thửa đất của mình là còn trống thôi. Thì cô chú anh chị mình cũng biết là cái này khu vực rất là tiềm năng. Bên tay phải mình ha thì có một con đường ha,
Bên hông lô đất của mình là cũng như là chợ luôn. Thì em bay lên cao cho cô chú anh chị mình thêm cái khuôn đất của mình. Đó. Dưới diện tích rất là rộng. Thì một lô có nhà là 41, dài 55, thực tế là khoảng 65 của chú chị ha. Hai lô kế bên luôn, mỗi lô 10 cũng 55, nhưng thực tế cũng là 65 mét. Đó. Từ 655 mét của chú chị ha. Trước kia chủ làm sổ thì diện tích chỉ có 55 thôi. Nhưng bây giờ đã khai phá cái vườn tre ra thì cô nói là dài từ khoảng 65 mét. Thì cô chú chị thấy mật độ dân cư rất là khủng. Thì cô nói chợ này buổi sáng rất là đông luôn, bán rất là đông hơn là chợ ở bên ngoài đường quốc lộ của chú chị ha. Thì cô chú chị thấy mật độ dân cư nè, mình ở đây là hiện trạng này dán bàn cờ luôn của chú chị ha. Đây là trường học. Thì hiện tại con đường lớn ngoài là đường DT784 thì nó liên thông với DT782. Thì con đường 782 là nối từ Trảng Bàng lên ngã ba Bồ Đồn. Thì từ ngã ba Bồ Đồn nó nối về tới Bầu Năng, Dương Minh Châu, như Hòa Thành là DT784 của chú chị ha. Còn nó ngược về Trảng Bàng là DT787 Cảng Hương Thuận, Bình Dương. Đó. Thì cô chú chị thấy mật độ dân cư rất là đông. Cho nên là lô bất động sản này rất là đẹp, vị trí này rất là đắc địa của chú chị ha. Thì bên em cũng review bất động sản lên địa bàn Tây Ninh, cô chú chị nào cần bán nhà đất liên hệ qua số điện thoại trên màn hình cho em. Thì lần đầu xem kênh cho em một like và đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Rồi, quay lại nhân vật chính ngày hôm nay của chú chị mình quan sát lô đất của mình ha. Đó. Nguyên hình dung này. Đó. Thì cô chú chị mình ưng lô nào thì liên hệ em ở đó. Bên tay trái màn hình mình thì có hai lô 10 m, hộ dài 55. Bên tay phải mình có một căn nhà luôn. Là từ căn nhà kéo qua là 41 m, hộ dài cũng 55 luôn. Thực tế ngoài khoảng 65 mét của chú chị ha. Thì cái lô 41 mét này có 1.000 thổ cư. Còn lô 10 mét, hai lô mỗi lô thì có 200 thổ cư của chú chị ha. Thì bên ngoài mặt đường DT784 này là mặt tiền kinh doanh luôn của chú chị ha. Em còn một lô 5 mét, dài là 55 mét luôn. Đó, thì gần full thổ cư. Thì chủ kêu 400 triệu một mét, cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em. Rồi, thì video ở đây kết thúc. Cô chú anh chị mình quan tâm thì liên hệ cho em qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Cô chú anh chị cho em một like ha. Để đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Rồi, hẹn cô chú anh chị mình clip sau, một ngày gần nhất ha.